Hello, xin chào mọi người. Chắc có thể đây là số cuối của cái Từ Tè Bóng Rổ một cách extend hoặc là download level content nói chung một cái extension một chút, bởi vì là sau tiếng có một vài hôm lúc anh mình tập hoặc là đạp xe gì ấy, thì anh có suy nghĩ về cái vấn đề là có một vấn đề mình chưa nói, một cái topic mình chưa nói trong cái câu chuyện bóng rổ, đó là câu chuyện khi mà chúng ta nghỉ bóng rổ thì làm sao, hoặc là cái làm nào để getting over it nó tốt, tại sao lại như vậy. Vì sẽ có, anh nghĩ là cái này chỉ có dành cho hai đối tượng là chính thôi, và thật ra hôm nay là một ngày cũng hơi kiểu anh đi xe thì tự nhiên nhớ ra thì làm thôi, cũng muốn làm nhưng mà không có thời gian edit hay không có thời gian chuẩn bị script về cái này. Nó cũng random top, nó cũng là kiểu suy nghĩ ngẫu nhiên nhưng mà nó cũng có hệ thống một chút đấy. Thì anh nghĩ là sẽ có hai đối tượng khi nghỉ, một đối tượng là những người mà hơi đậm sâu một chút về bóng rổ, nghĩa là ở trong thời thanh xuân đã từng có một vài chiến thắng quan trọng, hoặc là bóng rổ là đã từng là một cái gì đấy tất cả, và bây giờ càng ngày nó cứ càng cảm giác như trôi tuột ra khỏi bàn tay ấy. Có thể là phong độ, có thể là đồng đội, có thể là cuộc sống, cuộc đời đấy. Thì đối với những cái đối tượng đấy thì anh hãy chia sẻ tốt hơn, bởi vì anh là người đã trải qua rồi. Còn với những đối tượng mà chỉ có bóng rổ như là một môn thể thao mà bố mẹ bắt buộc cho đi tập, hoặc là do thời sinh viên phải đi học tín chỉ bóng rổ 1, bóng rổ 2 gì đấy, thì mọi người getting over vấn đề đấy khá là nhanh. Đối với vấn đề trưởng thành nó bắt đầu từ khi nào, thì trưởng thành câu chuyện nó phải bắt đầu từ lúc anh nghĩ là lúc ra kết thúc thời sinh viên, thì là được tính là thời trưởng thành là chúng ta bắt đầu đi làm. Khi ta đi làm thì nó có hai vấn đề, câu chuyện đi làm khác đi học cấp 3 là đại học. Nói chung thì thứ nhất là cái độ commitment nó cao hơn, nghĩa là phải đi 8 giờ về 5 giờ thực ra khi 5 giờ toàn về 6-7 giờ thì đối với ngày xưa mà lịch sinh hoạt của mình nó đang là 5 giờ chiều lúc nào ở sân bóng rổ, thì đấy là một cái rào cản lớn bản thân anh được gặp phải, đó là kiểu bị hơi nghịch lịch sinh hoạt ấy. Thành ra là buổi chiều cứ 5 giờ là háo hức muốn đi về, chỉ muốn đi về chơi bóng rổ thôi, mà 5 giờ đi về thì về đến sân chắc phải 6 giờ trời tối sương mất rồi. Nếu mà mùa hè thì đỡ, chứ còn mùa đông thì no hope, chưa kể lạnh liếc rồi khởi động nóng máy còn lình kình còn chán. Thì đối với cả hai trường hợp nói chung ấy, thì hãy không quan trọng hóa vấn đề là mình là người quit. Mọi người hay nặng nề vấn đề kiểu quitter, winner với kiểu thế, nhưng mà đôi khi nó là cái hoàn cảnh. Và nói như nào nhỉ, hãy coi đấy là một cái life crisis và từ đấy vượt qua nó. Life crisis nghĩa là như nào, nó sẽ giống như kiểu là hôn nhân chẳng hạn, hoặc là có con chẳng hạn đấy, hoặc là người thân mất, hoặc là thay đổi công việc ở nhà đó. Thì sẽ có hai cách khi mà nhìn, khi tiếp nhận về cái life crisis như vậy ấy, thì mọi người sẽ hay có xu hướng là sẽ hơi buồn. Chắc chắn là buồn, nhất là đối với bạn nào mà đã từng coi bóng rổ tất cả thì lại càng buồn hơn, bởi vì nó là kiểu lẽ sống rồi, nó mang lại cho bạn nhiều thứ. Nhưng mà hãy nhìn là mà tích cực, thì thường thường một cái life crisis nó đem đến ấy, thì thường thường một sự vật trên đời nó kiểu hơi này hơi kiểu vô thường một tí, nó sẽ vừa có mặt tốt vừa có mặt xấu. Thì đi làm thì có tiền, chơi bóng rổ thì cái tỷ lệ mà người mà chơi bóng rổ kiếm mặt tiền, hoặc là kiểu đi cái mức tiền ý anh ở đây là tiền để đủ sinh sống mà cả cho cả một gia đình ấy, thì sẽ rất là khó. Cho nên thay vì là nghĩ là cái là cái nghiệp cái kiếm tiền của mình, thì anh nghĩ đấy là tỷ lệ cao đấy, chắc khoảng cái phân vị chắc phải lên đến khoảng tầm 90-95%. Những người, bởi vì cái bộ bóng rổ là bộ môn cạnh tranh rất là cao, khi cạnh tranh cao ấy thì nó cái đối kháng thì nó cũng rất là cao, là những cái thằng top đầu ấy thì mới được nhiều tên thôi, còn mấy ông lèn phèn thì gần như là rất là khó, phải nói thẳng là như vậy. Nó không phải là kiểu một cái nó quá compulsory như kiểu như là y tá hay là giáo viên nó biết, nên là cái ngành nghề nó có nhiều công ăn việc, nó tạo nhiều giá trị xã hội ấy, và nó nhiều công ăn việc làm. Bóng rổ nói chung thì nó cũng chỉ là một môn thể thao đấy, cho nên là nếu mà có quit thì cũng đừng quá buồn, vì sẽ mình có thể mình chơi những môn thể thao khác, đúng không? Và đôi khi phải đi tìm lại kỹ hơn là cái giá trị đích thực của cái việc tập bộ môn đấy nó như thế nào, nó có phù hợp với lứa tuổi hay không, nó có phù hợp với cái thể trạng hay là tâm lý của cái lứa tuổi đấy hay không. Ví dụ như là tấm ảnh ạ, rất sợ bị chấn thương
chơi thì bây giờ đối với anh chơi bóng rổ nó anh hay bảo chơi bóng rổ giống như chơi thuốc phiện ấy. Vừa chơi rất là thích, ăn thua nhau rất là sướng, nhưng mà chơi xong về người rất là đau mà hồi rất là lâu, trong khi công việc các thứ thì mình phải giữ hình ảnh, không thể nào lúc nào cũng rất là già dẹo như thằng thọt được, trông rất là chán. Chưa kể các sức vấn đề về sức khỏe, bây giờ chơi bóng rổ thì nó không tốt lắm trong cơ chế kiểu chạy bật hay là chạy nhanh bất thình lình, hay những cái cơ chế ấy thì vốn đã bị đầu gối hay là cổ chân không còn khỏe như hồi xưa nữa. Đó, đấy là vấn đề thứ nhất, là hãy là anh con vin mọi người rằng là hãy coi bóng rổ chỉ là bộ môn thể thao, mà mình đến với bộ môn thể thao để giải quyết vấn đề gì, giảm béo, tăng cardio, kết nối bạn bè hay là gì đó, thì giả sử như mình đến với bóng rổ là bộ môn để mình kết nối bạn bè thì thật ra là mình có thể chơi môn khác và mình kết nối bạn bè vẫn được, không có vấn đề gì cả. Thể thao thì để cho mọi người ra mồ hôi rồi mọi người open up nói chuyện với nhau là điều bình thường, và bộ môn nào cũng thế thôi, bóng đá, nhảy dây, chạy bộ, đạp xe cũng là kết nối bạn bè cả, cũng ra mồ hôi cả. Ok, đây là nói về cái điểm đấy, là để cho mọi người giúp mà bình thường hóa vấn đề là mình quit, không phải nặng nề vấn đề là mày quit thì mày không bao giờ khá hơn được hay là cả cuộc đời mày là vứt đi gì cả, không, nó không phải là vấn đề như thế. Vấn đề thứ hai thì dành riêng cho những cái bạn là đã từng kiểu như anh, đó là đã từng rất yêu bóng rổ, hoặc là đã từng có một chút thành tựu, hoặc là được thay tham gia về vấn đề tuyển hay là gì đấy, thì anh chỉ có một cái chia sẻ như sau. Thì đúng là đối với những đối tượng đấy thì nó sẽ khó vượt qua hơn, nhưng không có nghĩa là không vượt qua được. Ở cái có một lần gần đây anh ra sân, anh có nói chuyện với một bạn trẻ trẻ lớp 8, lớp 9 đấy. Lúc anh kể là ôi rồi ôi tao hay dậy sớm tập lắm, sáng dậy chả thằng nào ra sân cả. Sau nó bảo là anh già rồi nên anh dễ dậy sớm. Lúc anh nhận ra đúng, trẻ thì trẻ con ấy. Sau anh có đọc thêm một chút về tâm lý trẻ tuổi teen ấy. Tuổi teen thật ra nhé, để cho não mình hoàn thiện và phát triển ấy, nó phải đến năm 20-25 tuổi là cái nhất, và nó có ở trên Netflix ấy, không nào thích xem. Nhưng mà có một cái tự điểm, một point thứ hai mà anh lưu ý, nó bảo là cái tuổi teen thì nó rất dễ bị tình trạng vui hơn, kích động hơn. Có nghĩa là như nào? Có giả sử như là mình làm một trò nhảy dù trên không, từ trên cao xuống ạ, thì đối với bây giờ mình chỉ sợ là ôi chỉ sợ khoảng tầm 100 lần thôi, nhưng mà lúc đấy ở khi mà đầu của những bạn tuổi teen ấy thì nó phải sợ đến cùng một cái độ cao ấy, nó có thể sợ hoặc là kích thích lên đến 1000 lần. Thành ra là anh quay trở lại với câu chuyện bóng rổ cũng thế, các cầu thủ già hơn ấy thì ai hay bảo trẻ là kiểu không trai hát bằng các thứ. Thật ra anh nghĩ ngược lại, nó giống như kiểu những cái kỷ niệm thì thường mọi người hay là selective thôi, chỉ nhớ những kỷ niệm vui hơn, kỷ niệm buồn chả ai nhớ, kiểu thắng đội nào thì chắc là gáy sẽ rất là lâu, nhưng mà thua thì cũng hay cố quên đi kiểu thế, hoặc là tránh không nhắc đến. Thì tương tự với vấn đề trai hát hay là gì thì hay nghĩ một cách đơn thuần là thật ra ngày xưa mình chả trai hát gì lắm đâu, nếu mà tôi đã trai hát ấy thì tôi đã bây giờ đã là tuyển Việt Nam rồi, hay là những cái câu kiểu what if như thế nó sẽ không có ý nghĩa lắm. Có là mình nghĩ là mình trai hát thôi, nhưng thật ra mình chả trai hát mẹ gì cả, chỉ là nó khiến mình ảo tưởng và nó khiến mình tin rằng là mình rất giỏi về cái bộ môn đấy. Cho nên là nó đấy nên cứ cố gắng bám trụ đấy, lấy nó mà không kiểu cơ hội trước mắt hay là cơ hội thay đổi cuộc đời trước mắt thì lại không thực sự buy in theo đấy. Cho nên là đấy, thì như anh nói, đến với bóng rổ có thể đến bằng nhiều cách, nhiều cương vị, nhưng ra đi khỏi bóng rổ, khi nghỉ bóng rổ thì nó sẽ có nhiều cách và nhiều cương vị. Thì cố gắng giữ một tinh thần tích cực, đừng và bình thường hóa cái vấn đề quit. Càng nhiều người chơi thì càng nhiều người quit. Nó không thích cái này chơi cái khác thôi. Thật ra tuổi thanh xuân hay là những cái gì mình lỡ dùng thì cũng chỉ là khoảng tầm 5-10 năm gì đấy đi. So với cả cuộc đời chắc độ tuổi Việt Nam chắc khoảng tầm 7 năm đi. Thì mới đi được có 1/7. Không, mình chả có ràng buộc gì mình phải tiếp tục 6 phần còn lại trở thành một con người, một cái hình ảnh mình cứ nghĩ rằng là mình chỉ dừng lại được như vậy thôi. Đó. Thì chắc đây là một, chắc anh nghĩ chắc cũng chia sẻ gần như cuối. Anh chỉ nghĩ là trong cuộc đời bóng rổ anh có cái điểm nào mà anh chưa convert trong cái tư tập bóng rổ thì đây là chắc là cái cuối thôi. Anh hy vọng mọi người có một cuộc sống tốt. Và các bạn